Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo Ngọc. Khi mà người khác gặp mình ấy, cảm giác mình rất là lạnh lùng, kém thân thiện. Nhưng mà khi mọi người tiếp xúc với mình rồi thì chắc chắn sẽ có một cái cảm nhận khác về mình. Mong rằng qua cái chương trình này nữa thì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn về Thảo Ngọc. Hẹn hò mãi sao anh không về với em? Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì? Có nhớ em hay anh đã quên? Làm em bối rối. Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên đây? Để em cứ ngóng trông tối nay. Chuyện là thế sao em lại khóc? Bởi yêu anh mà chào Thảo Ngọc, là thí sinh mở màn đêm thi rất căng thẳng. Cảm xúc hiện tại của em đang là gì không? Đây là cuộc thi đầu tiên nữa em được tham gia nên là rất là run. Đây là lần đầu tiên mà đi thi hát. Dạ. Bây giờ mình quay trở lại xem ban nhạc đánh giá như thế nào về phần dự thi của bạn nha. 1 2 3 xoay lại. Không có một dấu chéo đỏ nào xuất hiện hết. Thanh muốn hỏi anh Hoàng Bách trước luôn. Hát giọng đẹp, trình diễn cuốn hút, anh nghĩ là xứng đáng để mà đi tiếp. Cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Sẵn đây em hỏi luôn anh Trung Sinh. Thì nói chung mình cảm thấy bài hát của bạn trình diễn rất là thành công. Một giọng ca nội lực. Chúc mừng bạn. Cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những nhận xét của ban giám khảo. Ngoài giọng hát ra, trang phục đẹp. Như vậy làm sao mà không lấy được cái thu hút của khán giả được. Anh thích lắm. Ca khúc này nếu như mà mới nghe lần đầu mà bạn hát không vững vàng á, nghe nó rất dễ bị ngang nha. Và nó bị đều. Nhưng mà phải công nhận là bạn xử lý ca khúc này thật sự là quá tốt đi. Có những lúc bạn bốc lửa, nhưng có những lúc khi bạn bỏ nhỏ, nó làm cho tôi cảm giác nó bồng bềnh và tôi cảm thấy là tôi càng ngày tôi càng thực sự thu hút theo cái giọng hát của bạn. Xin chúc mừng bạn. Khi mà bạn hát cái bài vừa rồi cho tôi có cảm tưởng như là bạn hát lâu lắm rồi. Có lẽ là âm nhạc là một phần lớn trong cuộc sống của bạn thì mới có thể có một cái chất giọng và cái lối mà trình diễn một cách tự nhiên như thế. Xin chúc mừng bạn. Một lần nữa cảm ơn những lời khen của ban giám khảo dành cho Thảo Ngọc. Quý vị ơi, hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Thảo Ngọc bước tiếp vào vòng trong. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Thảo Ngọc xin cảm ơn ban giám khảo đã cho Thảo Ngọc những lời khuyên và lời nhận xét đáng quý. Thảo Ngọc sẽ mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho tất cả mọi người ở những vòng sau. Mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho Thảo Ngọc nhé. Vì sao nỡ đầy lời rơi rớt từ người ơi, hãy nói cho em một lời, tình đôi ta sống mãi còn đâu những ngày vòng tay ấm nồng, đường xưa lối cũ trăm năm hẹn thề. Ta luôn có nhau nói
một xưa lối cũ, trăm năm hẹn thề, và tình đôi ta chỉ còn mình em. Một bài hát rất quen thuộc, nhạc ngoại lời Việt của Nhật Ngân, Polova. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ ban nhạc. Xin mời Dương Quỳnh, 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Duyên Quỳnh là 85 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí đầu tiên và số điểm này đã được cộng 10 điểm có sẵn từ tuần trước. Bây giờ mình hỏi anh Quang Trung với anh Thanh Thảo nè. Hôm nay hai anh đã cho hai con 10 rất là đẹp mở màn chương trình. Chào Duyên Quỳnh, hôm nay em mặc trang phục này anh thấy đẹp lắm, anh rất thích. Từ lúc em ra là anh muốn cho em điểm 10 rồi đó. Cảm ơn anh. Với lại cái phần mà thi biểu diễn của em hát rất là thuyết phục với anh. Anh rất ưng ý với cái phần thi này của em. Anh tặng em một số 10. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Thế còn anh Thanh Thảo thì sao? Mà thật sự ra anh thấy em cũng chả có áp lực gì cả. Em ra em thể hiện cái bài này một cách rất là có tâm. Mà hơn nữa là em là người thi mở màn cũng rất là nhiều áp lực. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Thanh Thảo và anh Quang Trung. Anh hỏi cặp song 10 này luôn nè. Anh Đăng Khoa với anh Hoàng Bách. Anh Quỳnh hát cái ca khúc này xử lý tốt. Đơn giản vậy thôi đúng không anh? Để anh nói phức tạp hơn cho. Anh rất thích bài hát này, anh yêu bài hát này lắm. Bởi vì đối với anh nó là một bài hát thất tình kiểu nam tính. Khi mà cậu gào thét trong tuyệt vọng, tại sao mà cô ấy có thể bỏ tôi ở giữa đại lộ như thế này. Nhưng mà vẫn có một chút mong chờ theo cách của đàn ông. Và anh thực sự anh thấm bài đó. Và anh không nghĩ là một cô gái sẽ hát bài hát này như thế nào. Khi em bước ra với bài hát này, anh rất là sợ em sẽ hát đúng như cái cách mà anh đang nghĩ. Nhưng cuối cùng em đã làm ngược lại hoàn toàn. Anh thấy đây là một cô gái đang yêu, đang cũng đau đớn. Nhưng mà cái cách đau đớn của một người phụ nữ khi nói về tình yêu. Cái phần hát tiếng Việt của em hay, phần hát tiếng Anh của em rất hay. Nhưng nó hơi có lỗi một chút xíu về từ. Bởi vì bài này anh rất là thuộc, anh hiểu từng chữ của nó. Anh tính đánh em 9 điểm rồi. Nhưng câu hát giả thanh ở cuối, em lấy lại cái một điểm đó để làm tròn 10 điểm. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc ạ. Bây giờ chúng ta nghe ban giám khảo nhận xét về Duyên Quỳnh ạ. Tôi cảm thấy bạn không hề có một cái áp lực gì cả. Và có lẽ là đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây à. Anh thấy ra em thuyết phục tất cả những anh em trong ban nhạc. Cũng giống như là ban giám khảo ở đây thì em là một người, đối với anh là em là một người rất thông minh và chịu khó, không có ngủ quên chiến thắng. Chúc mừng em. Em rất xứng đáng với tất cả những lời khen vừa rồi. Xin chúc mừng em. Và rất là hy vọng rằng Duyên Quỳnh sẽ luôn giữ vững được cái phong độ của mình nếu như bạn có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Duyên Quỳnh vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Quỳnh đã cố gắng làm mới cho ca khúc này từ phần cảm xúc cho đến phần diễn, đến cả ngoại hình của mình. Thì mình đã cố gắng hết sức để làm mới ca khúc này. Và rất may mắn là đã được ban nhạc đồng cảm với ca khúc của mình. Chào. Em xin một giây phút thôi được đi bên anh ngắm ánh nắng vàng, đừng để lạc mất nhau giữa nơi thiên đàng. Ngại ngần gì mà khi đôi tim gặp nhau, ánh mắt đã nói thay lời rằng chặng đời này chỉ riêng anh mà thôi. You are my destiny. Nắm tay em xin đừng buông lơi, hôn lấy đôi môi này gọi mời chẳng bằng lòng lời. You are my destiny.
người xưa ta lao xa băng. Từ lần yên sâu nhưng đắng cay ấy, từ dù một mai anh chẳng thể trao cho ai niềm tin. Từ ngày xưa qua em đã đến đâu, dù người lại mang cho em sâu yêu này, người là tình yêu trong sóng lỗi đi mà đến tất cả. Vừa thưởng thức một sáng tác của Đỗ Hiếu, ca khúc Destiny vẫn là một ca Ujami rất nồng nàn, rực lửa. Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc chấm điểm bao nhiêu cho ca Ujami với phần dự thi vừa rồi. 1, 2, 3 xoay lại. Tổng điểm dành cho ca Ujami 79 điểm. Chia sẻ đầu tiên sẽ đến từ anh Thanh Thảo, người đã cho số điểm cao nhất. Em luôn cháy hết mình, tràn đầy năng lượng, em luôn làm cho sân khấu nóng bỏng. Chúc mừng em. Cảm ơn lời khen của anh Thanh Thảo. Thế còn anh Hoàng Bách thì sao ạ? Bác đánh giá rất là cao Jamie. Hôm nay cái phần bốc lửa thì bạn đã làm được rồi, nhưng mà rõ ràng là ở những câu thấp thì thực ra ở trên này anh nghe không rõ lắm. Anh nghe được mỗi You are my destiny, destiny, destiny. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thế còn nhạc trưởng Nguyễn Hà thì sao ạ? Tôi rất là thích cái cách hát của em. Em pha trộn được cái màu sắc riêng của dân tộc của em vào trên một cái nền em hát rất là pop rồi mới pha một chút vào để nó tạo ra một cái sắc thái riêng cho bài hát của em, và cái đó là cái ưu điểm đặc biệt của em mà anh rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Bây giờ sẽ là những đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho ca Ujami. Anh thấy bữa nay là đây là một cái bài hát mở đầu chương trình mà ban nhạc đánh quá hay, thì chúng ta sẽ tiếc một tràng pháo tay để tặng ban nhạc quyền năng. Quá hay, thấy không? Anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Cảm ơn em. Chị rất là hài lòng cái phần trình diễn của ca Ujami. Chỉ có điều là cái phần đầu tiên á, cái phát âm chữ của em nó bị nhanh quá cho nên là nghe nó mờ. Nhưng mà nói cho cùng, tôi vẫn thích cái phong cách của bạn. Tôi nghĩ là em có thể làm tốt hơn như thế này nhiều. Theo kinh nghiệm cho tôi thấy đó, một bài mà có tempo nhanh như cỡ này thì chúng ta khởi đầu hơi chậm lại một chút để mà còn chỗ mà bung. Em vào một cái đó, nó có tới 8 ô nhạc không, nó có khúc tàm, tàm, tàm. Động tác của em không có dứt khoát, nó cộng thêm vào cái em đi vào mà em đã đi hơi nhanh rồi. Ban nhạc phải theo em. Nhưng mà theo em mà nếu cái đà đó mà chạy thì về sau không xong. Những nốt móc kép mà em hát mà bảo là mờ mới không rõ lắm. Tại vì sao? Tại vì em đi trước nhịp. Và chỉ có 5 cái nốt cuối cùng mà khi mà ban nhạc dứt đó là mới là có sự dứt khoát mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho ca Ujami và cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Qua những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như là anh chị em ban nhạc thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho ca Ujami có thể làm tốt hơn trong cái phần tiếp theo nếu như em được vào phòng tiếp theo. Chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi.
chúng đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Những nỗi đau không phải nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ, em từng khóc vì ai. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối những đắng cay em đang gánh chịu, từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ, em từng khóc vì ai. Có đôi lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim ta vừa đến với một sáng tác của Phúc Trường, Để Cho Em Khóc. Xin chào em, có ai làm em khóc chưa? Chắc là chưa phải không? Tập nào cũng thấy cười tươi quá trời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc dành cho Dương Huệ bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Xin mời nhận xét của anh Trung Sinh. Trước tiên thì anh không có cảm thấy được đúng với cái tinh thần của bài hát này. Cái phần thứ hai á, là từ bắt đầu phần A2 á, em có thể là em đang bị tâm lý hay sao á. Cái cột hơi á, của em á, nó bị ảnh hưởng tới cái cao độ. Dạ, cảm ơn Trung Sinh rất nhiều ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao? Thì phần thi của em á, thứ nhất khi mà em hát những cái đoạn như là một piano thì vấn đề nhịp của em nó không có vững vàng. Rồi cái thứ hai nữa là cái cuối phiêu chi vậy? Cái nào không chắc thì cái đó đừng có làm, phải không? Và lại cái đó nó cũng không có cộng điểm cho mình, mà nó có thể là vô tình nó sẽ hại mình. Thì cho nên là anh dành điểm 7 cho em. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Chúng tôi muốn nghe chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì đúng rằng là anh nghĩ rằng là cái khó của em khi mà hát thay đổi cái dòng nhạc, nhưng mà nó lại không có quá khác cái cảm xúc so với lại dòng bolero hay hát. Thì nó cũng có rất nhiều những cái lời lẽ buồn, cho nên đâu đó thì em thả cảm xúc, em trở về với cái thói quen của mình, thì làm cho các anh em nhạc công cảm thấy là nó có gì đó nó lạ, em hát nó không hợp, ví dụ như vậy. Dù sao thì mình dám thử nghiệm, nó vẫn là một cái điều là đáng quý rồi. Và hy vọng rằng là sẽ còn những cơ hội tiếp theo. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và cảm ơn các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Dương Huệ ơi, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Từ anh thì anh thấy em hát, tuy là không phải là dòng nhạc của em, nhưng đối với anh thì em hát nó tương đối nó ổn đó, chứ không có nổi đâu, em yên tâm, anh thích mà. Nghe giờ nghe anh Quyên nói gì nè. Thì trước hết là cảm ơn em một cái màn trình diễn có nhiều cảm xúc, có nhiều nước nở, có một vài chỗ nó hơi nhiều. Và cho dù là cái tựa đề bài hát là Để Cho Em Khóc, nhưng mà tôi nghĩ là một người ca sĩ đừng nên để cái tựa đề bài hát nó đánh lừa mình. Hãy để cái việc khóc cho người nghe và đừng đắm mình trong cái đau khổ đó, thì có lẽ là bài hát nó sẽ bay cao hơn. Xin cảm ơn em nhiều. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Dương Huệ trong phần thi thử thách. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Đây là lần đầu tiên mà em hát dòng nhạc này ở trên một sân khấu rất là lớn.
Em nghĩ rằng là mình vẫn cần phải cố gắng rất là nhiều. Hy vọng rằng là em sẽ nhận được một điểm 10 từ phía ban giám khảo để cứu vớt cho cái phần điểm của mình. Vừa nghe một sáng tác của Hồ Hoài Anh, Dẫu Có Lỗi Lầm. Bây giờ hãy xem ban nhạc chấm điểm cho Lily bao nhiêu nhé. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Lily là 74 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 4. Và số điểm này vẫn còn có thể tăng lên nữa. Xin mời các thành viên ban nhạc. Đầu tiên Khanh xin mời anh Hoàng Thắng trước. Nếu mà đúng ngày hôm nay á, anh có thể cho em điểm 9. Nhưng mà là gì? Do em máu quá, có nhiều cái là em bị trong bên với ban nhạc ha. Và câu đầu, cái nốt đầu tiên em vô á, em lại bị sai nốt. Cho nên là anh chỉ dành cho em điểm 8 thôi. Dạ, cảm ơn Hoàng Thắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, người đã gắn bó với thí sinh Daily gần như là nhiều nhất đi. Phần trình diễn của em ngày hôm nay á, thì anh ghi nhận được cái sự tiến bộ của em. Đầu tiên hết á, là em bước ra khỏi cái phong cách nhạc quen thuộc của em, và em thay đổi luôn cả cái diện mạo mà em yêu thích, để em tiếp cận dần với lại những cái sự đa dạng cho mình. Thì đó là điều đầu tiên anh cảm thấy là chúc mừng cái sự tiến bộ đó của em ha. Còn em thẩm âm cái nốt đầu tiên thì cái đó nó có nhiều lý do lắm. Khách quan ở đây do âm thanh hay là do một cái gì đó em lo ra thôi. Cho nên bắt đầu nốt đầu tiên mà nó chật chạc tí thì theo anh cái đó thì nó không đáng phải suy nghĩ nhiều. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hà. Và cảm ơn tất cả các thành viên trong ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Bây giờ Daily ơi, chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình nhé. Có bao giờ mà Daily hát cái bài này mà có một mình với cái piano không? Chưa bao giờ ạ, chỉ có cái đàn guitar với một mình em thì có. Vậy là có hát được rồi. Vậy là hôm nay tâm lý em không có ổn định. Mà bữa nay hát vậy là theo anh là chưa có đã lắm. Yeah. Còn thiếu cảm xúc nhiều. Nhưng mà thật sự là hồi nãy là như Quỳnh là ao ước là được ban nhạc Quyền Năng đánh vào cái điệp khúc
nếu mà nguyên band mà đánh vào thì em nghĩ là cái lúc đó sẽ là lợi thế cho Daily rất là nhiều. Đó. Nhưng mà vấn đề em hiểu ý của anh Hà, với cái vòng đã vào tới cái vòng này rồi thì các bạn phải thể hiện ra rất nhiều những cái bản lĩnh của mình khác nhau nữa. Đấy là lý do cái trận ngày hôm nay là một cái trận khó và các bạn ấy đang thể hiện ra nhiều cái nhược điểm của mình, đặc biệt là những bạn được đánh giá rất cao ở những vòng ngoài. Thì em nghĩ đấy là cái thú vị của cái vòng thi này. À thì ra cũng có ý đồ của ông Nguyễn Hà. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo cũng như ban nhạc rất là nhiều. Vỗ tay cho Daily và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Daily thưa quý vị. Ca khúc này là một cái ca khúc không phải là dễ đối với chính em, bởi vì đây là một cái ca khúc mà không phải là sở trường của em. Hy vọng rằng sẽ nhận được 10 điểm đến từ cô chú ban giám khảo. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Còn có nhau trong cuộc đời, cứ lừa dối đi để anh đây còn có những ngày vui. Dù em đam mê trong vòng tay người, dù em đang phôi pha lời ân ái, dù em đang tâm vui chôn mối tình ai. Cứ lừa dối đi để anh đây còn mãi mê quên đường về, cứ lừa dối đi để anh đây còn ôm ấp mộng say. Rồi mai em ra đi không trở lại, mình anh câu ăn năn lời sám hối. Tìm nhau, ta tìm nhau suốt kiếp, rồi chia tay tình chờ. Một mai đi bên ai em quên hình bóng xưa, một mai vui bên ai em quên lời yêu đầu. Em vô tình lạnh lùng đến thế sao, em ở thơ nhạt nhòa đến thế sao. Yêu đương này, cuộc tình này quá đau cay. Cứ lừa dối đi để mai đây còn những giấc mộng đẹp, cứ lừa dối đi để chia tay còn có kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tỉnh giấc còn mê mãi, cứ lừa dối đi. Nỗi nhớ ngàn khơi không cùng phong gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối trong lẻ loi đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhỏ chân gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây ngày thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi cho đến kiếp sau tình còn nghe xót xa. I'm
Một thí sinh rất quen thuộc với ban nhạc quyền năng đã xuất hiện ở mùa 1. Khanh rất muốn biết tại sao Trần Hằng lại quay trở lại với mùa 3. Mùa 1 em đã tham gia ban nhạc quyền năng. Thế nhưng mà rất là tiếc khi mà em phải dừng chân rất là sớm. Chính vì vậy mà khi mà rời chương trình, em đã cố gắng để học hỏi cũng như là tích lũy cho mình những cái kiến thức để mùa 3 em quay trở lại để chinh phục tiếp cái con đường mà mình đã dừng chân giang dở. Đó là những chia sẻ của Trần Hằng. Bây giờ hãy cùng xem kết quả dành cho Trần Hằng với phần dự thi vừa rồi nhé. 1, 2, 3, sai lại. Wow! Không có một dấu chéo nào. Rất tuyệt vời. Khanh muốn nghe chia sẻ đầu tiên của ban nhạc đến từ ca sĩ Hoàng Bách. Chào em đã có một cái phần trình diễn theo anh là một trong những phần trình diễn tốt nhất của tập ngày hôm nay cho đến giờ này. Nhưng mà em cần phải thay đổi một cái điều rất lớn. Đó là em xử lý bài này gần như 100% giống phiên bản gốc. Cái đấy là cái điều mà anh nghĩ là rất là phí cho em. Bởi vì em là người có khả năng. Rất nhiều người không thành công chỉ bởi vì không đủ cá tính để thể hiện cái tôi của mình. Và cái phần trình diễn của em, mặc dù mình làm tròn trịa, mình làm tràn đầy cảm xúc, nhưng thực sự nếu là ở vòng sau trở đi thì anh tin là mọi chuyện nó sẽ không như thế này nữa. Anh chúc mừng em, năm nay tiến bộ rất nhiều, nhưng nhớ cái điều quan trọng đấy. Nhận xét này mình cảm thấy là nó rất là đúng và mình cần phải cố gắng hơn nữa để tìm ra cho mình một cái tính cách riêng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài. Có nhiều người, người ta nhất là cái giọng mà giọng trầm của em đó, là em có chất khàn đó, thường thường xuống thấp khó nghe lắm. Mà em hát những cái nốt thấp anh vẫn nghe rõ lời từng chữ từng chữ. Đó là cái điểm anh rất thích em trong ngày hôm nay. Anh chúc mừng em Trần Hằng. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Trần Hằng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Ưng Linh, mình đến từ phố núi Gia Lai. Bạn bè của mình hay nhận xét mình hơi tăng động và khá là tham ăn. Các bạn hãy đón xem phần trình diễn của mình nhé. Thôi ta gặp nhau làm chi, anh ơi xót xa tình tôi cô đơn tình si. Anh như áng mây qua trời và ngoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhạt đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Lời nói đầu môi anh ơi chất lưỡi đầu môi đã xa đành thôi, sao anh gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên. Một ngày kia anh có quay về, đã không yêu thì thôi đã gặp nhau làm chi. Anh ơi xót xa tình tôi cô đơn tình si. Anh như áng mây qua trời và ngoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối. Thêm bao xót xa ngùi ngùi một tình đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhạt đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên thêm nhà người nhạc đơn côi. Dù xa nhưng trong tim ta mình anh thôi. Và đó là Ưng Linh.
Wow, là thí sinh đầu tiên mở màn đêm thi. Một cái vị cổ vũ cho bạn nhiệt tình như vậy, bạn có run không nào? May mà anh đứng đây em đỡ run hơn chút. Bây giờ sau 3 tiếng đếm nha, chúng ta quay lại coi kết quả ha. 1, 2, 3, xoay lại. Chóng mặt không em? Dạ. Trời ơi, mấy em đăng nhạc sao cười tươi dữ vậy ta? Xin mời anh Quang Trung. Xin chào em Yêu Linh. Dạ, em chào anh. Nãy anh cũng muốn tìm một số chỗ để anh bấm nút, nhưng mà anh thấy hôm nay em có cái bài da đẹp quá, anh quên bấm nút tiêu. Cảm ơn Quang Trung. Nhạc trưởng Nguyễn Hà, anh nhận xét như thế nào về giọng hát này ạ? Anh đánh giá Ưng Linh là một giọng hát rất là tốt và đa dạng. Tuy nhiên là cho cuộc thi này có lẽ là bạn quá là lo lắng đi. Cho nên là rất là run. Thực sự là em chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu nên em run hơn. Cảm ơn những chia sẻ của các thành viên trong ban nhạc. Bây giờ mình cùng nghe ý kiến của ba vị giám khảo ngồi phía dưới. Nhưng tôi có thấy một đoạn bạn hát Em Như Áng Mây Trên Trời Còn Hoài Xa Xôi, hình như có nốt xôi, thì bạn hơi bị tuột một tí xíu. Không biết anh Chí Tài có đồng ý với Như Quỳnh điều đó không? Anh thì anh lo ngắm cổ rồi là anh không đi mấy cái đó. Anh Đức Huy à. Bởi vì tôi cũng là một nhạc sĩ lâu năm rồi, thì tôi thấy là đàn ông thì nói chung, nhưng mà riêng cái nhạc sĩ thì nói dạy gái lắm. Thấy mà ưng mắt một tí là thôi quên cả tai thôi. Tuy nhiên phải báo động cho Ưng Linh, có thể là bây giờ đầu đi chót lọt, thế nhưng mà những vòng trong là như thế nào? Tại gái dạy một lần thôi. Thế nên lần sau là không nhìn nữa mà sẽ nghe. Dạ. Dành tràng pháo tay chúc mừng Ưng Linh đã bước tiếp vào vòng 2. Mình là thí sinh đầu tiên thi nên có phần lo lắng và hồi hộp, nên phần thi của mình chưa được hoàn chỉnh. Nhưng mình hứa vòng tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn nữa. Bạn Ti mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé. Bầu trời nắng chợt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái. Bốn lần
hai cô gái đã hoàn thành phần dự thi của mình. Bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Sẽ có một thí sinh phải chia tay với chương trình. Và bây giờ, sự quyết định của ba thành viên ban giám khảo. Thật sự cả hai đều hát bài này đều có cảm xúc và rất là có kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nó có nhiều cái màu để mà đi vô tới dòng trong. Thật ra chúng tôi quyết định là sẽ lựa chọn Bảo Anh. Bảo Anh Gemini, xin chúc mừng Bảo Anh Gemini. Như vậy là chúng ta phải chia tay với thí sinh Dương Huệ. Xin cảm ơn Dương Huệ rất nhiều và chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ về một cô gái rất xinh đẹp, một tiếng hát rất ngọt ngào. Dương Huệ rất là tiếc khi mà lần này phải dừng bước trong cuộc thi Ban Nhạc Quyền Năng. Nhưng mà mình cũng rất là vui vì đã được trau dồi cũng như là học hỏi rất là nhiều từ chương trình. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày dầm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm. Dòng hò em đẹp mà đôi mắt em long lanh sau rèm. Ai hát ngoài ao chừng ngồi sát áo. Dòng hò em quá mà em mật vào lòng. Anh cuốc vườn sâu mặt trời trên đầu. Ruộng vườn lên màu mà em ước mong đầy đó chung lòng. Gió sao áo bèo em thương anh không kể giàu nghèo. Nghĩ rằng tình đang dần mà vạn đeo em cùng qua. Gió lay cánh ta, anh thương em thiệt tha. Mưa lay hoa cà, xa em quá mặn mà. Và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tranh, một vầng trăng đầy, một vầng trăng đầy mà tha thiết yêu cho hết tờ lòng. Cho đến ngày sau dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta dựng đời này. Ta có bàn tay, một tình yêu đầy, một đời sống vậy thì đâu xa chi lập biến và trời. Ta có bàn tay, một tình yêu đầy, một đời sống vậy thì đâu xa chi lập biến. Với một sáng tác của Hoàng Thị Thơ, ca khúc Duyên Quê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xoay lại xem ban nhạc cho Hồng Phấn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Tổng số điểm dành cho Hồng Phấn ạ, xin mời. 61 điểm. Và xin vị trí hiện tại của Hồng Phấn là bạn đang đứng ở vị trí số 5, không sao. Số điểm này chưa dừng lại tại đây. Thân xin mời anh Hoàng Thắng ạ. Chào Phấn, cái bài này á, thật sự cái nhịp nó rất là khó. Chính vì nhịp khó cho nên anh thấy em hát em lo em chú tâm về cái nhịp nhiều, cho nên là em không có thả hồn vô được cái bài hát, cho nên anh dành cho em điểm 6. Cảm ơn em. Xin cảm ơn mọi người cảm rất ơn là nhiều chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Thế còn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng thì sao ạ? Khi bạn hát cái bài này á, nó không có cái điểm nào nó nhấn, thì mình cảm thấy nó rất là đều và nó làm như nó hơi đơn điệu từ đầu đến cuối.
cảm ơn Văn Nhạc rất nhiều ạ. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của các thành viên ban giám khảo dành cho Học Phấn. Tôi nghĩ là em cứ xinh tươi như thế, áo dài cũng đẹp, áo bà ba cũng đẹp, như thế là đủ rồi. Còn bữa nay cái bài học mình hát chưa có chuẩn hay là vì bài nhịp khó thì từ từ ta sửa, đúng không? Em lên đây em dự thi em hát, em không cảm thấy buồn bởi vì số điểm của ban nhạc Quyền Năng đã cho, mà em lên đây em thử sức, em thử tài và em hài lòng với tất cả những gì em đang làm. Điều đó làm cho tôi thán phục em. Bây giờ như Khanh nói là cái số điểm này nó chưa có dừng lại tại đó. Nếu như các thành viên ban giám khảo thích bạn vẫn có thể tặng cho bạn 10 điểm. Và biết đâu được cả ba người đều thích bạn thì bạn nhận được tới 30 điểm lận. Trời ơi chắc Khanh xỉu quá. Đâu có gì đâu xỉu, vui chứ đúng không quý vị? Cứ tỉnh lên. Dạ, một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Hồng Phấn. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Hồng Phấn. Phần trình diễn của mình nó chưa được hay dữ lắm, nhưng mà đối với mình đó là một phần trình diễn mà mình cảm thấy đối với mình là mình vui chứ chưa bị buồn lắm. Nhớ tiếng mưa rơi ngoài hiên lúc đôi ta còn nhau, khi tình yêu bắt đầu. Nhớ chiếc hôn ai vội trao, những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hôm mưa bỗng rơi cho niềm nhớ trắng vời, sầu chưa phôi hoen mắt môi, nghe nỗi buồn dâng kín lối. Còn đâu nữa lời đã hứa, giờ phút bay tình đã mãi xa tầm tay. Khi con tim anh đã trót mong đổi thay, còn trong em từng nỗi nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ, từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ anh về. Còn trong em đừng đã hứa rồi giấc hờ, tình đã mãi xa tầm tay. Khi con tim em và đó là Nhật Hà với một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Đổi Thay. Rung quá hả? Dạ em rất là hồi hộp. Không sao, bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả nhé. Dạ. 1, 2, 3, xoay lại. May quá, chỉ mới có 4 dấu chéo thôi. Lời nhận xét đầu tiên đến từ ban nhạc, Khanh muốn mời anh Chánh Thảo. Thật tình thì cái đoạn vô đầu nó của em quá hay. Có nghĩa là anh nghe anh rất là cảm động. Anh chỉ tiếc tới cái lúc mà chuyển tông lên á, em hát nó bị với, nó bị mỏng và cái giọng hát của em nó bị chênh nót á. Thành ra là anh bấm. Dạ. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Thế còn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng thì sao ạ? Lúc mà em bước ra thì chị ước gì có một người ca sĩ ở trong ban nhạc mà đẹp như thế. Tuy nhiên chị vẫn phải bấm bởi vì có rất là nhiều đoạn em lên cao mà bị đuối hơi. Chị hy vọng rằng là cái bài sau khi mà em hát á, em sẽ chuẩn bị đủ hơi trước khi mình lên những cái nốt cao trào. Và hy vọng là em sẽ là một trong những người có thể đi vào vòng trong. Rất là tiếc, tại vì không kiểm soát tốt cái tâm lý của mình khi đứng trên sân khấu. Và bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo. Tôi đồng ý với sự nhận xét của ban nhạc Quyền Năng. Bạn nên kiểm soát được bài hát của mình tốt hơn. Cái bài này thật ra đó là nó khó hát. Tại vì thấp thì quá thấp, cao thì lại quá cao. Mà bữa nay thì thấy em đẩy lên cái giọng gió đó, nó rất là tốt. Thôi bây giờ để nghe ban giám khảo ta chọn cái bài thứ hai để cho mình có cơ hội mình tiếp tục mình đi. Nhật Hà có thể hát bài hát kế tiếp, Nơi Mình Dừng Chân, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Và chúng ta cùng chúc cho Nhật Hà sẽ thi tốt phần dự thi của mình. Bây giờ là thời gian để Nhật Hà vào bên trong và tập luyện. Mình vẫn còn một cơ hội để được hát lại, được thể hiện lại thêm một lần nữa. Tức là mình sẽ cố gắng hết sức. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Ngọc Sang. Mình có một sở thích rất là đặc biệt, đó là mình hay hát trong lúc tắm. Và thường như vậy thì là bố mẹ mình
hay mắng mình là thôi đừng có phá làng phá xóm nữa. Đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì đây chính là cơ hội rất là lớn để mình có thể quay trở lại đối với khán giả và tất cả mọi người. Và Sang cũng rất là mong muốn tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ cho Sang nhé. Mình chia tay nhau từ đây, tổn thương trong anh cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi. Nghĩ về cho nhẹ lòng hơn, đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi, em sẽ không còn những yêu thương cũng như dần hơn. Ngày mai ngày tươi sáng, ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn. Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Mai này khi mọi chuyện qua đi, tình ta sẽ phai dần. Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa. Gặp nhau xin đừng níu kéo. Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu. Lại để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Sẽ không còn những yêu thương. Ta vừa nghe một sáng tác của Tú Dưa ca khúc Duyên Mình Lỡ. Bây giờ hãy cùng xem kết quả. 1, 2, 3, xoay lại. Em xin cầu ơn ạ. Khanh xin mời chia sẻ của anh Hoàng Bách dành cho Đào Ngọc Sang. Phần trình diễn của em sau cái câu lên giọng gió hơi mở thì em có câu cuối nó kéo lại rất là nhiều. Anh biết là đây là một bài hát live không dễ. Cho đến cái câu cuối cùng thì anh đã lựa chọn là mình không bấm nữa. Chúc mừng em. Đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. Khanh xin mời nhận xét của nhạc trưởng Nguyễn Hàn. Anh rất thích cái cách mà em chuyển từ một bài của nữ, khi em đưa sang giọng nam em vẫn truyền được một cái cảm xúc nó rất là nam tính vào trong những cái nội dung bài hát mà đã từng được một nữ ca sĩ thành công. Thì anh cho rằng cái sự thay đổi đó của em là mọi người bất ngờ, và đó là cái thành công nhất của em khi em hát bài hát này. Cảm ơn chia sẻ rất xúc tích của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Bây giờ hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích cái phần trình diễn vừa rồi của bạn, khá hoàn hảo nhé. Và cái tôi thích nhất đó là bạn sử dụng những cái li ti trong cái lối hát đó, và không có lần nào giống lần nào. Mỗi lần bạn đều dùng nó vừa đủ thôi. Nó nức nở nó cũng vừa đủ, như thế là đủ. Và dành những cái cao trào cho sau khi lên tông rồi đổi. Và kiểm soát hơi thở, tốt lắm, xin chúc mừng. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Đào Ngọc Sang. Bạn đã xuất sắc bước vào vòng 2. Mình rất là vui khi mà là người tiếp theo được vào vòng trong. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đem đến những tiết mục thật là tốt nhất để gửi tặng cho tất cả mọi người.
ngọt gì cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi nhặt từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân chân Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Chánh Tính và mình đến từ Vĩnh Long. Với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, cho nên là mọi người khi mà tiếp xúc với Tính thì khá là bất ngờ về độ lầy lội của mình. Hy vọng anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho Tính cũng như là tất cả các thí sinh của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng nhé. Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ước anh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, liệu vẫn còn đây lời yêu lúc xưa? Anh dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu em thôi, sao giờ chẳng thể nào chạm tới. Đừng để gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Chỉ là giấc mơ. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tiến thưa quý vị. Lê Chánh Tiến thân mến, những tràng pháo tay của quý vị
thể hiện bạn thi rất là tốt, nhưng không biết kết quả như thế nào nha. Bây giờ mình quay trở lại xem. 1, 2, 3, xoay lại. Không có một dấu chéo nào xuất hiện hết. Bây giờ hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Cái giọng hát này cất lên một cái là Bách thích rồi. Giọng nam cao và những cái giọng trung trầm như này bây giờ càng ngày càng hiếm. Cái tiềm năng của bạn này rất là nhiều, kể cả về cái phong thái sân khấu, về cái cảm bài của bạn ấy tốt. Nhưng cái vấn đề là bạn ấy đang bị thăng hoa quá mức, có nghĩa là hơi mất kiểm soát. Cho nên đoạn cuối nó bị phô một vài chỗ mà cái cảm xúc của mình nó là con dao hai lưỡi. Thì anh nghĩ là em cần trau chuốt nhiều hơn về mặt cao độ, về mặt kiểm soát. Mà có thể là đang ở vòng ngoài nên là Bách vẫn còn đang hơi dễ. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ là coi như mình được bước vào vòng 2 rồi đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng nè. Mình nghe ban giám khảo nhận xét ha. Xin mời ca sĩ Như Quỳnh. Tôi cảm thấy là bạn đã nhập vào bài hát và sống vào trong cái ca khúc mà bạn đang hát. Đó là điều mà tôi đang cảm nhận. Tôi đang đợi em cái vòng trong nữa có một cái gì đó mới lạ sẽ chinh phục tôi hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Một tràng pháo tay nữa dành cho Lê Chánh Tín. Anh à, nếu có một ngày tôi biến mất, anh có nhớ và đi tìm tôi không? Vừa đến với một sáng tác của Vũ Huy Hoàng, ca khúc Rời Bỏ. Trường hợp này không biết là đang chơi đòn tâm lý hay là cảm xúc thật đây. Chưa hát là đã thấy khóc rồi. Anh nghĩ là cảm xúc như thế nào với bài hát này mà Khanh thấy bạn rất là nhập tâm luôn á. Bài này cũng chính là câu chuyện của em đã từng trải qua. Bây giờ quay lại nha, coi bao nhiêu điểm nè. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm dành cho My Nguyễn là 68 điểm. Thứ hạng hiện tại của My Nguyễn là bạn đang đứng ở vị trí số 5 cùng với Thu Uyên. Bây giờ sẽ là những chia sẻ đến từ các thành viên trong ban nhạc. Khanh xin mời anh Đăng Khoa. Ca khúc này thì riêng về cảm nhận của anh thì em hát
tốt, đưa được cái cảm xúc của mình vô. Thế rồi anh Bỉnh Thôi thì sao? Hôm nay là My Nguyễn hát rất là hay luôn. Nhưng anh thấy là ở cái vòng này với điểm 8 như vậy anh thấy là rất là giỏi rồi. Nếu được vào vòng trong, hy vọng em sẽ cố gắng hơn. Xin cảm ơn các thành viên ban nhạc rất là nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho My Nguyễn. Tôi nói cho bạn hiểu là cái cảm xúc nó chỉ là hạng nhì so với cái kỹ thuật. Thế thì tôi xin nhắc các bạn là bớt cái cảm xúc đi. Bây giờ chúng ta thi, chúng ta làm một bài hát cho nó tròn. Thì thứ nhất là gì? Nốt cho đúng. Thứ hai, nhịp cho nó vững. Thứ ba, nhấn nhá cho nó có, đừng có đều đặn. Không cần phải khóc nha. Rồi, cảm ơn. Nếu như mà có cơ hội thì mình sẽ tiết chế lại cảm xúc của mình hơn, sẽ thể hiện tốt hơn ở vòng sau. Một lần nữa cảm ơn My Nguyễn rất cảm nhiều. Cảm ơn My Nguyễn. Hãy trả lại tình yêu năm nào, những nụ cười ánh mắt em trao. Thôi trả lại tình yêu ban đầu, quên đi hết đam mê. Trời ơi, lần nào cũng bốc cháy kiểu này ai mà chịu cho nổi. Bây giờ hãy xem số điểm dành cho Daily. Xin mời xoay lại. Và yeah. Trời ơi, tự nhiên cái mình thấy hào hứng lên hẳn luôn á. Anh Bách nhờ. Nhạc thế này phải lên nóc nhà là Bách bên gà luôn. Lên nóc nhà. Bây giờ trước khi lên nóc nhà mình coi tổng số điểm của Daily bao nhiêu nha. Xin mời. 28 điểm và thứ hạng tại của Daily là đứng vị trí đầu tiên. Xin chúc mừng. Còn gì để nói nữa anh Bách ơi? Nghệ sĩ nó phải như thế này. Dạ. Nghĩa là anh cảm giác, anh không biết là trong đầu em có sợ sệt gì không, nhưng anh cảm giác là em lên đây là em đang giống như con cá được thả vào hồ vậy đó. Em cứ bơi và em cứ thoải mái với nó, thoải mái với bài hát, thoải mái với bên nhạc. Và em coi ba cái thần tượng ở dưới kia coi như không, coi như là bằng mấy khán giả này, không có khác gì cả. Dạ. Đấy mới là nghệ sĩ, không có gì. Đối với anh hôm nay em là ngôi sao sáng nhất. Bây giờ anh hỏi anh Thảo Bát nè. Hôm nay là đêm diễn của em. Anh khẳng định luôn, quá hay, quá xuất sắc. Anh đã cảm xúc từ vòng trước là cái bài kia, là bây giờ tới bài này em cũng
thể hiện hết sức là anh quá mê. Okay. Cảm ơn Chánh Thảo và Khanh Mạnh Nguyễn Hà đánh giá như thế nào về giọng hát của Daily? Chúc mừng em. Với những người nhà nghề đã lâu năm thì đã lâu rồi tụi anh không còn cái cảm xúc mà nó tự nhiên với âm nhạc như vậy nữa. Đó, thì theo anh là cái cảm xúc tự nhiên chân chất đó nó khiến cho mọi người rung động đó. Em mang đến một cái sự mới lạ vì em pha cái cách hát của quê hương em vào và em mang một cái gì đó rất là bản năng vào trong cái buổi trình diễn ở đây. Nhưng mà để mà em đi đường dài, thậm chí ngay vòng sau thôi, thì em nên bắt đầu đưa cái chất nhà nghề của mình vào. Mình kiểm soát cái cảm xúc của nó làm sao để mà mình bùng nổ đúng lúc, chứ không có bùng nổ cả bài như thế này được. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Cảm ơn các thành viên của ban nhạc. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Phải nói là Quỳnh thực sự là gọi là bị lôi cuốn. Ban nhạc chơi phải nói là quá xuất sắc. Với bạn Đề Liên, tôi vẫn giữ cái quan niệm như ban đầu mà tôi gặp bạn, rất hoang dại và cháy bỏng với ban nhạc. Chúc mừng bạn Đề Liên. Ôi thì tôi thấy cái mặt ông này nó dễ thương lắm. Mặt hát nhạc rock dữ dội chứ mặt vẫn là mặt hiền lành và là cười tươi lắm. Đó là cái đặc điểm của em đó nha. Cứ giữ vậy nha, không cần phải quằn quại rồi giữ đâu nha. Tôi rất yêu cái phần trình diễn vừa rồi của bạn. Lúc nào cũng lôi cuốn. Và cái nhịp thì quá chắc rồi. Kỹ thuật tốt, giọng hát tốt, phong cách trình diễn tốt. Nhưng mà tôi yêu nhất là cái phong cách của bạn. Tôi yêu cái con người của bạn. Bạn có biết là trâu vào đê là thế nào không? Trâu vào đê, trâu vào đê. Trâu vào đê đó. Trâu vào đê. Bạn hôm nay là không có trâu vào đê là không có chê vào chê đâu vào được. Đâu được. Chê vào đâu được. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Quá tuyệt vời, đó là những lời khen của ban giám khảo dành cho Daily. Khi mà em trình diễn thì bài ca ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều gươm vang bóng thời xưa, bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội linh, ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thượng dòng sông Hương, đường qua Vĩ Gia chờ đồng ban ngự bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề chậm vài nghiêng nón qua trường tiên. Đêm trăng buồn trên bến vẫn lâu, ngâm câu mãi đây dòng ai nghe tham sầu, bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Từ lúc khai quang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khắp bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua xuống từ ba thế kỷ qua, dáng đôi tay hoa khôi em đón mừng. Sài Gòn hòn ngọc hiếm đâu.
Tuấn Hoàng thân mến, đến với tập 6, tự nhiên Khánh thấy bạn hứng khởi hơn rất là nhiều. Và thực sự là đến bây giờ thì Tuấn Hoàng vẫn xúc động, nhưng mà cố gắng để mình nhập tâm mình hát thôi ạ. Và ngày hôm nay Khánh thấy được Tuấn Hoàng rất tự tin hơn hẳn những gì đã thể hiện ở vòng 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem số điểm dành cho Tuấn Hoàng. 1, 2, 3. Xin mời. Và tổng số điểm của Tuấn Hoàng là 73 điểm, đang xếp ở vị trí đầu tiên. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những sự chia sẻ đến từ ban nhạc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách, người đã cho bạn điểm 9. Đối với riêng Hoàng Bách thì Bách cảm giác là bạn ấy làm cho mình cuốn hút từ đầu đến cuối. Rất là hân hoan. Không khí rất là phấn khởi. Dạ. Tưng bừng, kiểu như vậy. Bách thấy rất là thích phần trình diễn của bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tiếp theo, Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của chị Hải Phượng. Bởi vì là người trong nghề, nghe rất là nhiều nhóm hát cái bài này. Có nhiều nhóm hát ba miền thì phải là ba người, vì ba người đó mới có chất giọng riêng biệt. Yeah. Thì một mình bạn đã làm được điều đó và bạn làm khá tốt. Khá tốt nhưng chưa phải là tốt hoàn toàn so với cái lực của bạn. Cho nên là đối với Phượng là điểm 8 cũng là vừa đối với Tuấn Hoàng. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Hải Phượng ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Chúc mừng Tuấn Hoàng đã có một màn mở màn rất là thành công. Nếu mà bạn cứ tiếp tục tập trung tốt thì tôi nghĩ là những người theo sau bạn cũng khá mệt đấy. Có là một số chỗ em hát hơi bị mơ, và cái chữ cuối cùng, chữ đông á, em hát cho rõ ra miền Nam một tí nữa. Hồ Ngọc Diễn đông, đông, nó hơi, cái âm nó đóng lại, em hơi mở nó ra, thành ra nó hơi lai một chút xíu thôi chứ nó không nhiều lắm. Nhưng mà kể ra thì em đã có làm tròn cái bộ phận của một người con của Việt Nam, Bắc Trung Nam. Xin chúc mừng em. Anh nghe nói là bữa nay em khác với gương mặt nó đang nghiêm túc của em bây giờ. Em ra em hát là em thể hiện vui vẻ rồi, theo từng miền hết. Anh có lời khen em đó nha. Một lần nữa cảm ơn những sự chia sẻ và cũng như những lời chúc mừng của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Cảm ơn Tuấn Hoàng rất nhiều. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng môi tình đầu. Cơn mưa răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại.
một vạt tóc nào rơi. Và đó là Hữu Phạm. Chúng ta hãy cùng xoay lại và xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm dành cho Hữu Phạm là 64 điểm. Thứ hạng hiện tại của Hữu Phạm là anh đang đứng ở vị trí thứ tư. Khánh xin hỏi anh Hoàng Thắng. Anh ơi, lý do gì tại sao hôm nay anh cho điểm 6 không vậy ạ? Thật sự mà nói thì khi mà bạn hát cái điệu bossa này thì bạn phải thứ nhất, nhịp phách của bạn nó phải rõ ràng. Vô đầu vô thì bắt đầu bạn bị trễ. Và lại khi mà cái tâm lý khi mình bạn hát bài này đầu bạn vô mà bạn trễ một cái thì cái cảm giác của bạn bắt đầu hơi lo lắng rồi. Cho nên khi mà bạn thể hiện ca khúc này nó không có tình cảm. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Hữu Phạm hay hát điệu xì lâu thì ra mình đổi sang điệu bossa này Hữu Phạm cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ và lúc đó thì hơi lúng túng một chút, thành ra là bị trễ một nhịp. Phần trình diễn này rõ ràng là em chưa chủ động được nhịp. Bởi vì cái bossa này nó rất là cần cái độ tung tẩy với mình chơi với ban nhạc. Thì em bị một cái là em vẫn hát theo kiểu cũ. Nhưng thực tế là một người hát thì anh thấy là cũng hơi khó cho em. Bởi vì cái bài hát này nó đã quá ăn sâu vào trong lòng người ta, là cái cách hát như vậy, cái cách hiểu như vậy. Thì với anh em truyền tải đúng cái nội dung bài hát. Nên là trong tinh thần đồng nghiệp thì anh tặng em thêm một điểm để nó thành điểm 8. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Như Hoàng Bách nói cũng không phải là một bài mà dễ đâu. Nhưng mà ban làm cũng khá là tròn trịa, chỉ tiếc cái khúc đầu thôi. Không sao, nó chỉ thiếu chút xíu thôi. Thật ra đó là anh hiểu Hữu lắm, là Hữu bị phân vân giữa cái slow rock với lại cái bossa nova. Em không biết như thế nào, thành ra là em ra em bị hơi lúng túng chút xíu rồi ra là nó hơi bị sơ sót, rồi nó vô trễ một chút. Nhưng mà em hát bài này rất là tốt, không sao, số điểm nó cũng an toàn mà, chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Hữu Phạm, thưa quý vị. Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi, bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa, con tim em đau vì không muốn để mất anh. Yêu người em yêu hơn chính em, trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng và tiếc nuối. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài, dù dần lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật mình em mơ.
Ngày hôm nay Khanh thấy có một cái sự gì đó đầm thắm hơn, mặn mà hơn so với lần trước. Bây giờ chúng ta xoay lại xem ban nhạc dành tặng cho Kaizami bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm của Kaizami là 77 điểm. Thứ hạng hiện tại của Kaizami là bạn đang đứng ở vị trí thứ 2 chỉ sau Delhi. Với cái số điểm đó thì Kaizami cũng cảm thấy rất là tự tin. Tại vì một phần là Kaizami cũng đã thể hiện hết cái khả năng của mình rồi. Bây giờ Khanh muốn nghe chia sẻ đầu tiên. Khanh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hôm nay bạn đã thể hiện quá xuất sắc cái bản này. Đương nhiên là cũng có một vài lỗi, bạn đã giống với một người nào đó, và ngay cả cái giọng ca của bạn lúc nhả chữ cũng đã giống với lại tác giả. Tuy nhiên những cái chữ cuối cùng của bạn thì mới ra bạn. Rõ ràng cái chữ ta cuối cùng mà bạn nhả chữ và bạn đóng chữ lại rất đặc biệt. Và Phương nghĩ rằng là những cái chữ đó sau này á, người ta sẽ có thể nhắm mắt lại và đoán ra là bạn chứ không phải là một người khác. Yeah. Mặc dù là cái nội lực, cái giọng hát nó vẫn đầy đặn, nó vẫn y như là vòng 1, nhưng đương nhiên là trong vòng 2 thì chúng tôi khắc khe hơn một chút. Nhưng mà thật là may mắn là lần này bạn cũng hoàn thành rất là tốt. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho tiếng hát này. Anh hồi xưa anh thích phụ nữ da trắng, giờ anh bắt đầu thích da nâu rồi đó. Bữa nay anh rất là phục em, là tại vì cái bài hát này đó, nó là cái liên ba đều đều mà em đã lột tả được cái tình cảm nó nằm trên cái tiết tấu đó. Anh rất là thích. Và em có một cái nhân dáng nhìn rất là vậy. Nếu mà anh daily mà anh cưng thì em anh còn cưng hơn nữa. Dễ thương lắm nha. Tôi thích cái nét đẹp của bạn trên sân khấu. Nó không phải là kiểu lộng lẫy, nhưng mà nó lôi cuốn. Nó làm cái người nhìn bạn đó không muốn rời mắt ra. Và cái mà quý giá nhất của bạn mà ông trời cho bạn, đấy là cái giọng hát và cái cách hát của bạn. Bạn sở hữu những cái nốt thấp rất là tròn, rất là chắc, cũng như cái nốt cao rất là vững, hát với sự tự tin. Xin chúc mừng bạn. Một lần nữa cảm ơn Kaizami rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho phần dự thi của cô ấy. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Hãy
dần đời mau đổi thay. Chúc mừng Duyên Quỳnh. Thường mà nghe ai hát bài này mình thấy tội người đó lắm luôn á, nhưng mà tự nhiên nghe bài này cái cảm thấy không tội gì lắm. Thôi bây giờ quay lại có bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xin mời. Tổng số điểm của ca khúc này dành cho Duyên Quỳnh là 88 điểm. Và tổng số điểm hiện tại của Duyên Quỳnh 178 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Xin mời chị Phượng ạ. Phải nói là rất hay. Tức là một cái bài thứ đang rất là buồn bã mà chuyển thành một cái bài trưởng rất là tươi vui. Nhưng mà em vẫn luyến lấy đầy đủ mà lại có tình cảm nữa, mặc dù là một cái tình cảm hoàn toàn trái ngược. Đó là thành công. Cảm ơn em. Cảm ơn chị Phượng rất nhiều ạ. Còn anh Chánh Thảo thì sao ạ? Khi mà đổi như vậy á thì cái cảm âm của em như vậy là tốt. Trong âm nhạc á là cái cần nhất là cái đó. Cảm ơn. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. Không biết ban giám khảo thì sao ạ? Chị Phượng đã đưa cho em một cái bài toán mà phải là không dễ dàng để mà tính. Nhẹ nhàng mà rất là nhẹ nhàng. Từ thứ qua trưởng mà làm nhặt mùi nữa. Tôi quên tôi đã. Trời ơi. Ngay cả bản thân chị cũng không theo kịp luôn đó. Nói chung là giỏi đó. Chúc mừng Duyên Quỳnh đã hoàn thành phần thử thách của mình. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Duyên Quỳnh ở phần tặng điểm của ban giám khảo. Anh
Và đó là Kaozami. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, saxophone Quang Trung và nhóm bè TL. Trời ơi, đêm cuối rồi. Mặn mà đẹp quá. Mình có ban nhạc chấm cho mình bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kaozami trong bài hát này là 83 điểm. Xin mời ban nhạc hãy đưa ra những nhận xét của mình. Dạ, em mời anh Quang Trung chia sẻ luôn ạ. Người đứng gần Kaozami nhất trong tiết mục này. Anh là rất là thích được biểu diễn chung với em. Mà khi anh đứng dưới đó đó, anh cũng dùng cái tiếng kèn với tiếng hát của em, anh thấy rất là quyện. Và anh thích cái tiết mục biểu diễn của em, nên anh gửi tặng em 10 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Xin mời Nguyễn Hải cho chia sẻ của mình. Với phần trình diễn của em hôm nay á, thì cái mức độ hòa quyện của em với dàn nhạc á, càng ngày nó càng tăng lên. Có lẽ anh em đồng ý không? Sau cả một quá trình thì đến ngày hôm nay, cái sự gắn kết trong lúc trình diễn nó rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Hà rất nhiều. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. So với những lần trình diễn cuộc thi lần trước, bạn hát một ca khúc rất là dịu dàng, êm ái. Đúng không anh Chí Tài? Đúng. Và hát nội lực. Nhưng mà bạn biết cách hát, cách ém hơi như thế nào đó. Chứ không phải là phải chúng ta bốc lửa giống như những lần trước nữa. Không, bạn hát rất nhẹ nhàng. Cho nên là tôi thấy kỳ này bạn lại rất đa dạng. Cái bài hát này là lần đầu tiên tôi được nghe. Thì tôi có cảm tưởng là bài hát này chắc là em thích nó nhiều. Nhưng mà toàn cái bài hát đó, lắng nghe cái lời của em, nó hơi bị mờ. Nhất là khi mà ban nhạc bắt đầu xây nó lên, thì lúc đó nó có cả bè nữa. Nhưng mà đáng lẽ lúc đó em phải ở trên, thì lúc đó em hòa quyện với tất cả. Tôi nghĩ là em có thể làm hơn được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Và một lần nữa chúc mừng Kaozami đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thú vị đến từ ca khúc tiếp theo của Kaozami. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kaozami thưa quý vị. Tình ơi sao đi mãi đến sông dài mênh mông, vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi say. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sao, tình em xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi em xa anh sống thôi không sợ bờ, khi em xa anh đã trở về. Oh.
4 cô gái. Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về. Này đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng. Tình mang ý thơ mong chờ nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắng đo năm tháng xa vời đời có vui với ai tà áo xanh hoen màu cay cay.
xung quanh chẳng ai còn. Mình liều xiêu bước thấp bước cao, đi vào mơ màng giữa trần gian. Bình minh ló nên xây lắm cây, trời đã sáng rồi. Chẳng thấy nhớ chi chuyện hôm qua say, chẳng thấy nhớ chi chuyện hôm qua say. Vừa thưởng thức một ca khúc của Đức Thịnh, Chuyện Hôm Qua Say. Bây giờ quay lại nha, coi ban nhạc trong như điểm. 1, 2, 3, xin mời. Và trời ơi, tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 83 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Nếu mà chưa tính cái điểm 10 cộng tuần trước thì rõ ràng Tuấn Nghĩa trong đêm nay đang là cao nhất. Thôi anh hỏi anh Nguyễn Hà. Tuần trước anh em mình đã bàn với nhau đúng không? Là phải có một tiết mục nào đó mà thay đổi hoàn toàn, khiến người ta quên đi cái cảm xúc của tập đầu tiên của em. Dạ. Thì có lẽ hôm nay đã làm được rồi đó. Thì bây giờ người ngưỡng mộ Tuấn Nghĩa là Hoàng Bách, nhận xét gì cho ngày hôm nay? Anh ra đây, em anh ra đây. Sao vậy? Dạ. Đây, nhìn số điểm, nhìn số điểm. Còn phải nói gì nữa đúng không ạ? Còn gì để mà nói nữa. Này mới xứng đáng là cái người cái giọng hát mà Bách ngưỡng mộ chứ. Chúc mừng em. Anh Hà nói như vậy người ta không hiểu tại sao. Dạ đấy. Đúng rồi. Này mới là đúng này. Quá tuyệt vời. Anh Thanh Thảo có gì muốn chia sẻ nè? Em không có phụ lòng ba vị giám khảo dưới kia đã chọn em vào vòng này. Và em đã làm cho tất cả mọi người có một cảm xúc rất tuyệt vời khi em đã trở lại chính là em. Em cảm ơn anh Thảo. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc quyền năng rất nhiều. Tuấn Nghĩa ơi, bây giờ hãy nghe ban giám khảo chia sẻ về bạn nè. Tôi có thể nói là ban nhạc đang sướng lắm. Sướng. Tại vì họ chỉ chờ được dịp để mà ấn số 10, nhưng mà lâu lâu mới có một dịp. Mà bữa nay thì bốn người là không thể tưởng tượng một được. Một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. Ban nhạc quyền năng. Cảm ơn ban nhạc quyền năng. Ban nhạc rất nhiều ạ. Tại vì ban nhạc sướng là ban nhạc chơi nghe đã luôn vậy đó. Bạn vừa cho tôi uống một chính chai xác. Đồng vàng. Bạn nói chuyện hôm qua say, nhưng tôi hôm nay tôi say. Nhưng mà tôi hỏi nhá, bạn hôm nay bạn có say nhiều không? Bây giờ em đang đang say. Có say. Hơi say say. Hơi say say nhưng mà chưa phải là say thế nào mà nó sao thế này phải không? Say tới mức đó mới được. Và cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Lát nữa mình gặp nhau để chơi thử thách nha. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa thưa quý vị. Yes. Mình có lẽ là đã không phụ lòng của ban giám khảo cùng với anh chị trong ban nhạc quyền năng, đã trao cho mình cơ hội được tiếp tục bước vào vòng này. Từ khi em bước ra đi, cõi lòng anh ngập tràn bao giá băng. Căn phòng vắng ngày đêm, anh vẫn đợi chờ, mãi đợi chờ. Giờ em đang ở nơi đâu, có được vui và có nhớ đến anh. Bao ngày tháng rời xa, anh mới biết rằng em đã lãng quên tình anh. Năm tháng đã trôi qua là chuỗi ngày vắng em. Tình yêu của anh và em giờ đây không còn, cho con tim anh man hoàn vỡ nát. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh. Anh ngỡ là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh hát một bài tình ca để dành tặng riêng đến em, chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao, chúc em được mãi em đến
hạnh phúc bên người mình yêu. Đẹp của nhau làm sao có thể quên được, sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao chúc em được mãi em đến. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được, sao nỡ đành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều ở ngàn vì sao sáng cao chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của Duy Cường ca khúc Chuỗi Ngày Vắng Em. Chúng ta hãy cùng xem số điểm dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm của Ngọc Hậu là 73 điểm, tạm thời đang đứng ở vị trí đầu tiên. Với em số điểm hôm nay là tương đối cao và em cảm ơn rất là nhiều ạ. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của anh Thanh Thảo. Cái phần thi của em thì nó trọn vẹn, nhưng cái bài này là một cái bài tự sự. Anh cảm nhận là em vừa hát em vừa nói, chứ không phải là em vừa hát vừa tâm tình kể chuyện với người yêu, cho nên anh không thể cho em số điểm cao được. Thế nên Quỳnh muốn nghe anh Thảo nói và kể khác nhau như thế nào. Cái vấn đề mà bạn kể chuyện là một cái kiểu tâm tình, còn bạn hát giống như bạn nói, có nghĩa là nó không có cái hồn, nó không có ở trong đó nha. Để cho Thanh Thảo dễ hơn chút, bởi vì anh là vĩ cầm mà. Yeah. Bây giờ anh làm ơn anh kéo hai câu, một câu là kể chuyện, còn một câu rồi, là nói rồi, chuyện. Ví dụ bây giờ bạn đang kể chuyện với một người yêu của bạn đúng không? Ví dụ vậy, bạn phải có một cái sự nhẹ nhàng, phải truyền cảm ở trong đó. Cái đó là kể phải không? Còn à? Có cái bạn cái kiểu của bạn là ở đây em nói là một cái sự liên lạc của các câu từ với nhau, bạn hát nó còn bị rời rạc. Bữa nay em hát cái thể loại nhạc này đó là anh rất là ngạc nhiên. Giọng trước đó em hát là nhạc quê hương, mà cái giọng nó lại na ná, nó không phải là cái giọng em bữa nay. Thì đó là một cái điểm mà anh đánh giá cao bữa nay. Và theo anh nghĩ là sau cái văn tấu đó thì em phải đẩy lên đúng cái rồi, cảm xúc mình một chút xíu nữa cho nó khác. Tại vì cái bài cao này nó trào đều, hơn đều, chút. Đều. Lưu ý cuối cùng là em bữa nay có đi tới đi lui, nhưng lại đi nhiều quá. Ý ít lại như vừa thôi. Xin hỏi anh chỉ tài, quê anh ở đâu? Quê em ở Hòa Đồng, miền Tây đó. Miền Tây, trời ơi, miền Tây sống dễ chút đi. Hôm nay thì tôi thấy là có lẽ là cái giọng em trời xanh chỉ để hát cái loại nhạc này này. Nó luyến láy, nó rất trẻ. Nhá, nói anh Thảo đừng có trách tôi nhá. Nhưng mà em nó hát như này là siêu lắm đó. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều đã dành những lời nhận xét dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. Bàn tay nắm ngón xưa đâm vào nhau hẹn sau. Bàn tay nắm ngón xưa trời mưa hoài, gió mưa nặng nề. Người về nhé xa cách, đã xanh ngời mỏi.
cầm tay, cầm chặt môi xuyên bẽ bàng, cầm chặt mắt môi ngỡ ngàng, cầm xa buốt thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay đó Duy Quỳnh cùng với Đăng Nguyên. Xin chào Đăng Nguyên. Xin chào anh. Một năm rồi, cảm xúc hiện tại của Đăng Nguyên như thế nào nè? Thực sự là một năm qua đi thì cái cảm giác của Đăng Nguyên đứng trên sân khấu lúc này, mặc dù lần này là không chấm điểm của em nữa, Nhưng vẫn rất hồi hộp. Và đặc biệt là hỗ trợ cho Duy Quỳnh trong phần dự thi này nữa đúng không nào? Và vẫn là một tiếng hát vô cùng nồng nàn và đầy nội lực. Một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Duyên Quỳnh trong tiết mục này. Xin cảm ơn bạn. Cô gái bé bỏng Duyên Quỳnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ chính của mình trong đêm nay rồi. Và phần thi này, ban giám khảo và ban nhạc không có chấm điểm. Họ sẽ đưa ra những nhận định và những đánh giá riêng của họ. Hôm nay em đã thể hiện được tốt với cái sự hỗ trợ của bạn Đăng Nguyên. Bạn ấy giọng rất khỏe nhưng đã biết kềm lại để cho lắng nghe được cái giọng chân giọng thật của em. Và đối với cá nhân anh rất là thích cái phần trình diễn và hát của em ngày hôm nay trong nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Quyên và Phương. Cảm ơn em. Chị Duy Quỳnh chỉ dùng một từ thôi. Rồi nói tư duy. Tuyệt. Quỳnh ơi tuyệt lắm. Xin mời những nhận định của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cái đoạn đầu em hát cùng với là Đăng Nguyên mà không có nhạc đệm á, thì anh thấy ở em có một cái đức tính rất là hay. Đó, tức là khi mà mình hát như vậy á, thì phải tin tưởng vào đối phương rất là cao, đúng không? Một cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn nhưng mà em vẫn quyết định là sẽ hát cái nguyên cái đoạn đầu đó không có nhạc đệm. Đó, thì anh thấy ở em một cái sự rất là tích cực khi mà nhìn nhận về người khác. Đó là một cái điểm sáng mà anh nhìn thấy ở em. Cảm ơn những lời chúc của nhạc sĩ Nguyễn Hà đã dành cho Duyên Quỳnh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chào Duyên Quỳnh, em là một trong những thí sinh mà cho chúng tôi thấy là cái sự tiến bộ lên mỗi ngày, mỗi tập. Em dám thử thách, em dám bước vô những cái đường rất là khó. Và khi em làm thì em làm rất là tốt. Và chị mong rằng sau cái cuộc thi này, dù em đạt giải quán quân hay là á quân, thì em cũng như tất cả các bạn đã đến những cái vòng cuối cùng sẽ xác định được cái con đường của mình. Bởi vì qua một cái cuộc chơi như thế này thì các bạn sẽ biết được rằng là thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và mong rằng em cũng như là tất cả các bạn sẽ gặt hái được những thành công trên cái con đường mình đã chọn. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên ban nhạc rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng Duyên Quỳnh vừa hoàn thành phần thi tiếp theo của mình. Thời gian của cô ấy bắt đầu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
đi liễu lá úa trên cành lá khi anh chiều buồn tiếng hát cô mừng vương trên sân chiều bao lá qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao tiếng suối bên ngành lá dư âm về đâu nghe với bao niềm thương yêu về mình cô liêu bên bát sứ dương chiều giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Kazumi trong tiết mục vừa rồi. Thật lòng thì cô Như Quỳnh mong là Kazumi hát nó bốc lửa hơn một tí nữa, nó hoang dại hơn một tí xíu nữa mới đúng cái chất của Kazumi. Cho nên là rất tiếc là cô Như Quỳnh dành cho Kazumi số điểm là 9. Tôi thì tôi thấy là hôm nay em hát tốt. Thế nhưng mà em chưa sống trong cái bài hát đó và em chưa có tỏa sáng trong cái bài hát đó. Thiếu cái gọi là nhiệt huyết trong đó. Tôi xin gửi Kazumi lại 9 điểm. Có lẽ là tại vì em chưa quen với lại cái đội hình với các vũ công. Ra mình bước đầu tiên ra là đi vài bước là thấy nó không có tự tin. Rồi sau đó có lẽ vì vậy mà bắt đầu mình hơi lảo đảo tí. Đáng lẽ là anh cho em như vậy, nhưng anh sẽ tặng em thêm 1 điểm. Như vậy thì tổng kết số điểm ở tiết mục này, Kazumi đã giành được 27 điểm. Cảm ơn Kazumi rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại Kazumi trên sân khấu. Còn không em, còn đâu nhớ mong chờ. Còn không em, còn đâu nhớ ngây thơ. Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi em, đường sau quá lê thê. Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng. Đời em cánh hoa tàn, rụng rơi đến khi mùa xa. Về đi em, về trong nỗi hận.
chuyện ngày xưa, chuyện sóng vẫn đông đưa. Còn trên môi một câu nói ta từ, một đêm thôi ngày mưa gió qua rồi. Thuyền ai đưa về tới bến cùng thuyền, chuyện ngày xưa, chuyện sau vẫn đông đưa. Còn trên môi một câu nói ta từ, một đêm thôi ngày mưa gió qua rồi. Còn không em, mùa xuân đã không em, còn đâu nữa mỉm cười, hạnh phúc đã xa vời tựa như cánh hoa. Hoàng Anh và Cao Trung Hiếu ca khúc Cánh Hoa Tàn. Lê Chánh Tiến thân mến, cho anh hỏi một câu nhé, khi bạn hát ca khúc này bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Em nghĩ đến những người phụ nữ lấy chồng xa xứ. Có thể là bạn nghĩ một cái hình ảnh nó hơi lớn như vậy để mình lấy một cái nội lực mình hát cho nó dữ dội hơn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho Lê Chánh Tiến bao nhiêu điểm. Xin mời. 1 2 3 Tổng số điểm dành cho Lê Chánh Tiến là 66 điểm và thứ hạng hiện tại của Lê Chánh Tiến là Lê Chánh Tiến đang đứng ở vị trí số 6. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của các thành viên ban nhạc. Đầu tiên, Khanh xin mời Hoàng Thắng ạ. Đoạn đầu bắt đầu em vô thì em hơi vô sớm. Khi bắt đầu em vô bài, bắt đầu lúc đó là giống như cái tâm lý của em nó không ổn định. Thì em hát nửa bài đầu là giống như là em hát trong cái nỗi lo sợ, cộng với những cái nốt bữa nay em rung á, mấy cái đuôi á nó bị rung nhiều quá. Rồi tới khi đoạn lên tông em cũng lại bị mắc lại sai lầm nữa. Ngày hôm nay mình thiếu một chút may mắn, cho nên là phần trình diễn của mình nó không đạt được như mong đợi. Bây giờ Lê Chánh Tiến, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ đến từ ban giám khảo. Như Quỳnh rất là tiếc, giọng em rất là nam tính, rất là hay. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn có cơ hội mà. Không sao hết, tất cả số điểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tiến. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Lê Chánh Tiến nha quý vị. Hoàng Nam có một người chị gái, chị luôn yêu thương và khích lệ Hoàng Nam rất nhiều trên con đường ca hát và trong cuộc sống. Và Hoàng Nam đến với chương trình ngày hôm nay cũng chính nhờ sự cổ vũ động viên của chị. Và chị nói với Hoàng Nam là: Nam ơi, chị muốn được nhìn thấy em trên sóng truyền hình. Nhưng rồi, trước khi Hoàng Nam hát ca khúc Bạn Tôi, Hoàng Nam nhận được tin là chị của Nam đột ngột qua đời. Chị ra đi mà chưa được kịp nhìn thấy em trai hát ở trên sân khấu này. Nhưng mà em tin rằng ở một nơi rất xa kia, chị vẫn đang dõi theo em. Và chị ơi, em sẽ cố gắng đeo đuổi ước mơ của mình như điều chị mong muốn, và em sẽ cố gắng để chị được luôn hãnh diện về em. Và bài hát này là bài hát chị Hoàng Nam rất yêu thích, xin chia sẻ cùng toàn thể quý vị ca dao Em Và Tôi của An Thuyên. Đưa tôi về
sấm rán trên xanh ngôi. Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, dù trời đổ nắng chang chang vẫn Hoàng Nam. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Xin mời 1, 2, 3, xoay lại. Wow. Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là 82 wow. điểm. Anh đang đứng ở vị trí thứ 2. Xin mời những chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. Cái phần giới thiệu của em thì rất là cảm xúc. Hôm nay em hát bài này rất tròn trịa. Hát theo cái cách để gửi tặng cho người chị của mình. Em đã tạo được cái cảm xúc, cái cảm động trong chính anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều. Chúng ta cũng thấy là anh Chánh Thảo cũng đang rất là xúc động ạ. Khanh xin hỏi ca sĩ Hoàng Bách. Bách hoàn toàn đồng cảm với Nam và anh Chánh Thảo. Bách cho điểm 10 không phải bởi vì đây là một phần trình diễn hoàn hảo, mà đối với Bách đây là một phần trình diễn tốt nhất của Nam, cảm xúc nhất của Nam từ đầu cho đến giờ này. Nam đang hát cho những người mà Nam cho là thân thương nhất, thì nó chạm đến trái tim của Bách. Trong ngày hôm nay Bách tặng Nam 10 điểm. Cảm ơn Bách. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc quyền năng rất nhiều. Ngay bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Tuy rằng chất giọng của Nam ngày hôm nay nó không có bằng trong những cái vòng trước, nhưng mà phải nói là bạn đã làm cho tôi xúc động. Tôi vẫn hy vọng rằng chị của bạn sẽ thấy bạn và sẽ nhìn thấy tất cả những nỗ lực của bạn trong cuộc thi. Tôi tin rằng chị của bạn sẽ rất hãnh diện về bạn. Xin chúc mừng Nam nhé. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo đã dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Anh Nam ơi, bây giờ coi như mình đã vừa hoàn thành ca khúc đầu tiên rồi. Bây giờ Khanh xin mời ban nhạc sẽ dành đề bài cho anh Nguyễn Hoàng Nam. Một ca khúc cũng rất là nhiều cái tình cảm và cũng khá quen thuộc là Chuyện Hẹn Hò, sáng tác của Trần Thiện Thanh. Một sáng tác của Trần Thiện Thanh, Chuyện Hẹn Hò sẽ là ca khúc thứ hai của Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị vỗ tay thật lớn cho Nguyễn Hoàng Nam. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyễn Hoàng Nam. Một sớm tan trường, tà áo trắng ngập đường. Mình anh chưa vương, chờ em trước cổng trường. Rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng. Nắm tay em, anh cười khẽ nói: tròn sáng hôm nay giờ triệt lý thật buồn. Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau tròn tình đắm say. La 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 la.
sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu, để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ kết hai tâm hồn tràn ước mơ. Bao đêm cô đơn miên man trong niềm nhung nhớ, suy tư âu lo men thuốc đắng trên môi, đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời, đành xin đổi trọn mối u hoài trong tâm tư. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, hỏi em biết chăng những bàng hoàng giăng vây kín, như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền, mong ước đây rồi sao ngại quên vương trong ta. Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu, để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ kết hai tâm hồn tràn niềm mơ. Để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ kết hai tâm hồn tràn niềm mơ. Vừa đến với một liên khúc bên nhau ngày vui, một sáng tác của Quốc Dũng và ca khúc Biết Đến Thuở Nào sáng tác của Tùng Giang. Trời ơi, rớt hoa luôn nè. Ủa, cái này anh định tặng ai đúng không? Anh định tặng cô người yêu mà chờ mãi chưa thấy ra. À, trời ơi, rớt hoa luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại để xem ban nhạc dành cho anh Nguyễn Hoàng Nam bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Đa số là những con số 8, rất là đẹp. Tổng số điểm dành cho Nguyễn Hoàng Nam trong phần dự thi này là 69 điểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì Hoàng Nam đã có một cái sáng tạo trong phần trình diễn. Tuy là chỉ hát một mình nhưng mà Hoàng Nam vẫn chuẩn bị một cái đạo cụ. Nó lại rất bám vào nội dung của bài hát mà Hoàng Nam trình diễn. Cho nên bên cạnh cái giọng hát đẹp thì cái phần trình diễn này cũng lan tỏa đến những anh em ban nhạc chúng tôi để mà cùng nhau làm cái tiết mục này nó đẹp lên. Cho nên là chúc mừng Nam với phần trình diễn mở màn rất là tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hà. Bây giờ Khanh muốn nghe anh Chánh Thảo, tại sao anh lại cho điểm 7 à? Cái phần thi này á, giống như là em đi lên em chỉ hát thôi, mà em không thể hiện được cái trình độ, cái kỹ năng để mà tạo cái khác biệt giữa phần đầu, phần sau để cho cái người nghe họ thu hút. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Phải nói là hôm nay là bạn hát hai ca khúc này tôi rất là hài lòng. Chỉ trừ có một số đoạn bạn hát nó hơi bị mờ, nghe không có rõ lắm. Biết sao không? Không nhớ ông mệt đó. Chính vì vậy mới là cái điều khó đó anh. Thật ra là khi mình chọn những ca khúc nhanh là phải tập thể lực dữ lắm nghe. Chẳng hạn như là anh Chí Tài vậy đó. Cười liền thôi. Với cái khả năng của Nam, Nam có thể làm hơn nữa. Nhưng mà có thể là mình phải ra hát đầu tiên, nhất là trong cái buổi mà đầu tiên cái thang điểm được chấm cái kiểu mới. Nhưng mà hôm nay phải khen là cái ngoại hình của bạn rất là bảnh, rất là nam, nụ cười số 1 đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Thật sự là lúc mới bước ra thì Hoàng Nam cũng hơi lo lắng bởi vì mình hát đầu tiên, nhưng mà khi bắt đầu diễn thì cảm thấy rất là thoải mái. Hoàng Nam nghĩ rằng là để có được những cái tốt nhất trong những phần trình diễn thì điều quan trọng là mình phải biết lắng nghe, học hỏi và cố gắng. Hoàng Nam sẽ cố gắng. Yeah.